nghĩ thực ra tất cả xuất phát từ tinh thần ấy. Và cái việc là mình xác định được là cái con đường này nó sẽ như nào. Nếu nói là khoảnh khắc cảm thấy kiểu cô độc thì dĩ nhiên là có rồi. Nhưng mà thường thường sau khi mà mình nghĩ là mình đang bị cô độc như thế, thực ra mình có cô độc quá đâu. Mình đang có bao nhiêu anh em đi đồng hành cùng, cô độc thế nào đúng không? Nhưng mà cái trách nhiệm của mình thì nó khác. Cái trách nhiệm của mình trong cái việc là đồng hành cùng anh em là phải make sure là cái con thuyền đấy mà khi mà anh em đang ngồi trên con thuyền này nó không bị thủng lỗ. Đúng không? Tức là nó đang không sink. Nếu mà nó sink cái là thôi thì chết là chết cả nút luôn đấy. Thế nên cái áp lực nằm ở cái đấy. Khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Unlock FM. Unlock FM là một podcast series dành cho các bạn trẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp hoặc đơn giản chỉ là muốn lắng nghe nhiều hơn về hành trình mở lối đi riêng của người Việt trẻ ở trong và ngoài nước. Hàng tuần chúng mình sẽ cùng trò chuyện với một nhân vật khách mời về những trải nghiệm giúp họ trưởng thành hơn trong công việc và đời sống. Từ đó trả lời được câu hỏi: tôi muốn trở thành người như thế nào? Tôi sẽ theo đuổi những giá trị nào để cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa hơn? Các bạn có thể gặp chúng mình hoặc tìm nghe những episodes đã phát sóng bằng cách tìm kiếm Unlock FM trên các kênh chính như Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram. Còn bây giờ thì cùng mình bắt đầu nào. Mình là Vi Anh. Và mình là Quyền. Chào mừng các bạn đến với Unlock FM. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unlock FM. Ở phần trước trong tập 7, chúng ta đã được gặp gỡ anh Quang Thái, người sáng lập thương hiệu thời trang nam Starter và thương hiệu đồng hồ Curnon, một startup đã tạo ấn tượng mạnh trong chương trình Shark Tank của mùa thứ 2. Anh Thái đã kể cho chúng ta rất nhiều trải nghiệm từ thú vị cho tới xương máu cho tới đau khổ, từ những cảm hứng khởi nghiệp đầu tiên cho đến khi cháy mình để tạo ra những thương hiệu. Nếu chưa có thời gian, các bạn hãy nghe lại tập 7 để có thể theo dõi đầy đủ câu chuyện của anh Thái nhé. Và ngày hôm nay thì để bắt đầu phần tiếp theo của Unlock FM với khách mời là anh Quang Thái, thì bọn mình cũng sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi giả định thú vị nho nhỏ dành cho anh Thái. Đấy là giả sử bây giờ mà anh phải giải thích cho một người hoàn toàn mù mờ về kinh doanh hoặc là có rất là ít khái niệm về kinh doanh và trải nghiệm thực tế trong vòng 5 bước chẳng hạn, thì làm như thế nào để trong 5 bước đấy có thể start một cái business? Câu hỏi này anh Thái chắc là cũng sẽ trả lời nhanh gọn đúng không anh? Bởi vì bọn em vừa mới biết là anh Thái đang là mentor cho một số đội tham dự cuộc thi khởi nghiệp Kawaii của trường ngoại thương. Trong vòng 5 câu nói rất đơn giản là làm thế nào để start a business hả? 5 bước đúng không? Theo các bước có thể là không phải là 5 nhưng mà không quá 5 bước. Thì anh nghĩ là những cái bước nền tảng nhất mà cần biết là những cái bước gì ạ? Ok, cái này thì đúng thực ra là cũng rất là simple rồi. Trước hết thì là phải biết khách hàng của mình là ai. Đấy, cái đấy là cái bước 1, cái đấy là cái đầu tiên đó. Bởi vì cái quan trọng nhất là phải biết mình đang phục vụ ai đã. Cái đầu tiên. Cái thứ hai là sản phẩm của mình là gì. Đấy, thì biết một khi mà đã biết được khách hàng của mình là ai rồi thì mình phải biết là mình đang bán cái gì cho họ. Đấy, sau cái đấy thì sẽ đến cái gạch đầu dòng thứ 3 mà phải hiểu là ok là mình sẽ bán nó như thế nào. Tức là vì là mỗi sản phẩm nó sẽ có một cách bán khác nhau. Cách này không phải là cái cách nói chuyện để bán hàng nhỉ? Cái cách này là ví dụ như là ok là tôi sẽ phân phối nó ra làm sao này, trên kênh nào này, vân vân và vân vân. Đấy. Thì đấy cũng sẽ là một câu phải trả lời. Ok. Cái thứ tư là ok ai sẽ giúp mình làm việc này. Cái này sẽ liên quan đến đội nhóm. Mình cần những ai? Vì thường thì sẽ là idea sẽ xuất phát từ một người, nhưng mà hiếm khi nào mà một solo founder mà có thể đi nữa. Nên sẽ có những cái bước là tìm co-founder này, rồi sẽ bắt đầu là tuyển dụng những cái thành viên đầu tiên này, vân vân và vân vân. Và đến cái bước cuối cùng thì là evaluate những gì mình đã làm là tốt hay chưa đâu. Và xem lại tất cả những gì từ đầu và có gì cần phải cải thiện không. Thì đấy là có thể là 5 cái gạch đầu dòng, nghĩ là tóm tắt chặng đường 5-6 năm qua của anh một cách gọn nhất có thể. Thế thì trong các bước này thì anh nghĩ là có những bước nào mà không thể dạy được hay là nó kiểu nó không thể theoretical được mà phải thật sự bắt tay vào làm thì mới học được, mà mới trải qua được. Thế là bước nào anh thấy là ví dụ như là trong một khoảng thời gian bây giờ anh đang phải coach cho các bạn ở cuộc thi ở trường ngoại thương ấy, trong khoảng thời gian ngắn thì không phải bước nào các bạn cũng có thể làm được. Anh hay chỉ cho các bạn tiếp xúc với cả các cái bước này như nào, mà cái trải nghiệm thực tế với các bước này như thế nào? Thường thì đa phần là các bạn trẻ sẽ luôn sẽ nhìn thấy một cái vấn đề và sau sẽ đưa ra cái giải pháp cho cái vấn đề đấy. Và thực ra đấy cũng là cái mầm cho một startup mà được hình thành thôi. Bất kỳ cái gì thực ra với nguyện vọng là một cái startup nó phải giải quyết được một cái vấn đề gì đấy của thị trường, đúng không? Những gì anh làm là nó giải quyết trải nghiệm đấy. Thế cho nên là cái mà anh nghĩ là để mà khó có thể học được qua việc là kiểu đọc sách vở và đọc theory nhiều nhất ấy. Trước hết thì dĩ nhiên thì nó cái bước 4 là cái đương nhiên là làm cùng ai. Vì cái việc là làm cùng ai nó rất là cảm tính. Và bản thân một người mà chọn được ra một thành viên khác mà làm cùng mình ấy, nó lại không phải là dựa trên IQ đâu. Nó thực ra bản chất nó là emotional intelligence rất là nhiều. Vì cái cảm xúc khi mà em gặp một người mà em biết là ok đây là người sẽ đồng hành được cùng mình ấy, nó hoàn toàn là không có một tí logic nào trong đấy cả, nó hoàn toàn là cảm tính. Đúng. Và em không thể nào học được cái đấy qua việc là ok đọc kiểu những cái quyển sách self help. Đúng không? Đúng. Cái này thì làm rồi vỡ, rồi làm rồi trải nghiệm đắng cay, rồi sau đó thì làm rồi mới làm được. Đúng. Đối với anh nó thì nó là như vậy. Còn anh nghĩ là cả 4 bước còn lại thì là đều là những bước mà mình có thể học qua kiến thức của người khác, tức là đọc này, nhìn này, quan sát này, nghe này, vân vân, thì đều có thể làm được. Còn một cái mà phải vấp để mà học thì chắc chắn nó là cái thứ tư. Thế đang nói về vấn đề con người, tất nhiên là nó đều là cảm nhận đúng không ạ? Nhưng mà yếu tố nào mà khi tìm kiếm những cái người đồng hành với mình anh rất là coi trọng và anh có thể nhìn thấy ngay cái thế mạnh của người đấy là như thế nào? Và chắc chắn là mỗi một người sẽ có một cái thế mạnh riêng, và làm như thế nào để có thể điều hòa cái đội ngũ lãnh đạo một cách hiệu quả, nhất là khi mà anh không chỉ là có một người co-founder ở trong một doanh nghiệp mà lại còn ở một cái doanh nghiệp khác nữa, tức là đa ngành. Và làm như thế nào để có thể điều hòa được sức mạnh tập thể đấy ạ? Anh nghĩ là cái trước hết và các bạn phải rất là rõ ràng ấy, trong việc là tìm co-founder là bản chất là ai sẽ là cái người đưa ra quyết định cuối cùng. Đa phần những cái vấn đề nó sẽ xảy ra với việc là co-CEO, tức là cả hai ông cùng là CEO, và thậm chí là split share là mỗi người là 50% cổ phần của công ty. Thì khi thế thì nó sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Bản thân anh cũng học từ việc vấp phải cái vấn đề này rồi, cho nên là anh rất hiểu là cái trải nghiệm đấy nó như thế nào. Sau đấy thì anh rút ra là trước hết đấy là cái đầu tiên, là sẽ phải có một người mà đưa ra được cái quyết định cuối cùng. Đấy, thậm chí cái người đấy chưa chắc đã phải là người founder nhá, chưa chắc. Người đấy có thể là một người co-founder mình tìm về cũng được. Nhưng mà phải có một người mà đưa ra được cái quyết định cuối cùng đấy. Còn trong cái việc là đưa ra lựa chọn là ai có thể sẽ là người đồng hành của mình thì anh nghĩ nó là gộp lại của một vài thứ. Trước hết thì là một người giống mình về mặt kỹ năng và về tính cách ấy, thì không nên là co-founder của mình. Tại sao? Trước hết là như thế. Vì rõ ràng là giống về mặt tính cách ấy, thì ok thì sẽ có những cái điểm tốt của mình mà người ta compliment được, tức là giống nhau thì là cả hai cùng tốt. Nhưng mà nếu với điểm xấu mình mà cả hai cùng xấu ấy, thì sẽ dở. Cái thứ hai là nếu mà là kỹ năng mà giống nhau thì chả giúp được gì nhau cả. Thế cho nên là một người co-founder thì không bao giờ là nên kiểu giống nhau như hai giọt nước. Cái đấy chắc chắn rồi. Thường ấy thì hai cái key rất quan trọng để mà tìm được ra ok đây là người đồng hành của mình là một là mình có vision chung, tức là cái vision nó phải là cái điểm cuối cùng mà cái đấy nó không bao giờ nó thay đổi, và hai người cùng có cái đấy. Đấy, tức là cùng có một cái nguyện vọng khát khao là muốn làm cái gì như thế, muốn làm cái này, muốn giúp đỡ người này, rồi là vân vân và vân vân, đúng không? Tức là cái vision nó phải giống nhau. Là cái thứ hai nữa là ok là cái kỹ năng của người đấy phải hỗ trợ được mình. Người đấy phải tốt ở cái mà mình kém, và người đấy phải mình nên tốt ở cái mà người đấy kém. Đấy, thì anh nghĩ là đấy là hai cái quan trọng nhất. Còn tất cả những thứ còn lại là hoàn toàn là có thể anh nghĩ là có thể kiểu hỗ trợ được, không quá khủng khiếp, nhưng mà hai cái này thì hai cái không bao giờ nên bỏ qua, đặc biệt là ở một người co-founder. Trong cái việc tìm kiếm co-founder ấy, thì cái là em cũng rất là tò mò chuyện này, tại vì là nó cũng giống như kiểu là gọi là gì, giống như kiểu mình tìm người ở cùng nhà mình ấy. Nghĩa là nó là một cái, anh nghĩ thế nào về chuyện là khi mà mình tìm những người co-founder, mình nên tìm những người bạn rất là thân thiết và mình đã biết họ rất là lâu rồi, hay là mình nên tìm những người co-founder là những người mà đạt được những cái chỉ tiêu mà anh Thái vừa nói? Vâng, nhưng mà nghĩa là nó có một cái fine balance giữa cái chuyện là thân quá và để làm cùng nhau rồi dẫn đến nó khó để mà mình minh bạch được, đúng không? Đấy. Tại vì là anh Thái cũng có cái trải nghiệm rất là hay là cũng đã từng làm rất nhiều co-founders ấy, mà em đoán là với mỗi co-founder thì lại một khác nhau, thì anh cái trade-off là như nào anh? Nói chung là cái trải nghiệm, anh sẽ nói từ cái trải nghiệm cá nhân của anh trước. Thì cái trải nghiệm co-founder mà ugly nhất của anh ấy, là xấu nhất của anh ấy, lại là với bạn thân. Nhưng mà dĩ nhiên không phải là cứ bạn thân làm việc với nhau thì nó không ra gì. Đấy, nhưng mà anh thì hoàn toàn open với chuyện đấy thôi. Nhưng mà quan điểm của anh thì là như thế này: thân gì thì thân, nhưng mà cái gì nó phải rõ ràng. Đúng. Vì bản chất là thực ra là khi mà thân rồi thì cái cảm tính của mình nó sẽ trỗi dậy thay vì là cái logic ấy. Đấy, thì đến lúc đấy thì có nhiều thứ thì mình hay kiểu cản đề và tạch lưỡi và bỏ qua. Ví dụ như kiểu bảo hai ông kiểu thân lớn lên cùng nhau, rồi sau đó hai ông ngồi lại và viết cái hợp đồng là ok là mày phải làm cái này làm cái kia, tao phải làm cái này làm cái kia, không thì mày sẽ bị phạt như này, tao bị phạt như này, hay là mày phải ủy quyền lại cho tao, nếu mày không làm cái này mày phải bán lại cổ phần cho tao. Nó rất khó. Cái cuộc nói chuyện này cũng là chuyện cực kỳ khó đối với hai người cực kỳ thân với nhau, đúng không? Đúng. Nhưng nếu mà hai người bạn thân mà có thể làm được cái đấy thì anh nghĩ là sẽ khá ok. Vì bản chất hai co-founder hay là ba co-founder trở lên, cái quan trọng nhất là cái niềm tin ấy. Mà nếu mà có khi có niềm tin với nhau rồi thì nó sẽ là cái đòn bẩy tốt, nhưng không có nghĩa là nó sẽ đi được lâu dài. Thế nên là gì thì gì nó vẫn sẽ phải thẳng thắn thôi. Còn anh thì anh luôn thẳng thắn thôi, thậm chí là cho những cái phi vụ sau cái quả đau đớn của anh thì so với phi vụ phía sau là một phát là nói chuyện ok chốt, đập ngay qua hợp đồng anh em ký vào, làm gì làm, không nói nhiều. Rất thẳng thắn. Tức là anh nghĩ như thế về sau mình sẽ sống rất là nhiều. Đúng. Cái gì nó cũng nên thẳng thắn, đã là công ăn việc làm, đã là cùng chí hướng, hàng ngày anh em nhìn mặt nhau rồi thì không nên có cái gì để nó khó nói. Muốn gì thì nói, muốn như nào thì phải chia sẻ. Đúng rồi. Cái việc đấy cũng là tùy thuộc cả vào tính cách của mỗi một người nữa. Như anh cũng nói là bản thân, ví dụ nếu cái sự thẳng thắn nó chỉ là một phía thì nó rất là khó, nhưng nếu mà cả hai phía đều có những cái rất là rạch ròi ở trong công việc và phân định rất là rạch ròi cả công việc lẫn đời tư chẳng hạn, thì nó là câu chuyện khác. Đây cũng là cái mà em thấy chắc là ở môi trường ví dụ làm việc ở nước ngoài thì cái này nó sẽ rõ ràng hơn. Ví dụ như là đi làm thì đồng nghiệp với nhau thì thường ít khi chen lấn cuộc sống đời tư với nhau chẳng hạn. Nhưng ở Việt Nam nó sẽ hơi khó một chút, tại vì công việc với đời sống là nó rất là hòa lẫn vào nhau luôn. Cho nên là để mà bảo mình rạch ròi với cả một người khác chưa quen với cả cái nếp sống như thế, hoặc là đấy chính là bạn thân của mình chẳng hạn, thì đúng là khó, quá khó. Ở bên như kiểu hồi xưa anh làm ở bên kia ấy, thì có thể là một phần là vì anh không kiểu hòa đồng được với cả đồng nghiệp của anh, cho nên thực ra anh em ngồi ăn trưa với nhau cũng chẳng biết nói khi gió gì cả, cũng ít khi mà kiểu chia sẻ nhiều. Nhưng mà anh hoàn toàn hiểu cái mà Vân Anh và Quyền vừa nói là về việc là làm việc chung với nhau, nhưng mà phải thẳng thắn. Đôi khi là có thể đúng là anh nhìn nhận là từ phía anh thì anh thẳng thắn, nhưng tuy nhiên là chưa chắc là ai cũng thẳng thắn ấy. Thì chính vì vậy cho nên là anh hiểu cái đấy từ ngay thời điểm ban đầu, cho nên là một trong những cái hoạt động văn hóa của bọn anh ấy, nó là ghế nóng. Bọn anh gọi nó là cái ghế nóng. Ghế nóng là gì? Ghế nóng là một quý một lần bọn anh sẽ có dọn dẹp tất cả văn phòng sạch sẽ, nó không có một cái gì cả, chỉ có đúng một cái ghế ở giữa văn phòng. Và sau mọi người sẽ đứng xung quanh và từng người sẽ lên lấy một, và anh em bắt đầu Alonso chửi thoải mái luôn. Hay chửi thoải mái luôn. Thì bọn anh gọi cái đấy hồi xưa nó còn gọi là ghế chửi cơ. Nhưng mà sau đó anh phải chuyển thành ghế nóng vì anh em chửi nhau gay gắt quá. Chửi nhau gay gắt quá. Thế cho nên là chuyển thành ghế nóng thì nhưng mà cái đậm, cái bản sắc của cái ghế nóng thì nó vẫn giữ nguyên. Tức là vào một ngày, trong một quý thì anh em sẽ được nói, chia sẻ thẳng thắn những cái suy nghĩ của mình, trải nghiệm làm việc với người đấy trong vòng 3 tháng qua nó là như thế nào. Đấy, và có cái gì thì nói thẳng, và dĩ nhiên là nó sẽ phải cân đặng, nó sẽ phải fair cho hai phía. Cái quy luật của bọn anh ấy là sẽ xuất phát từ việc là ok, nếu mà ông A lên thì ông B giơ tay vào muốn nói, thì cái đầu tiên mà ông ấy nói là phải khen. Đúng rồi. Gì thì gì cũng sẽ phải khen ạ. Trời, ta dễ tiếp nhận những đấy, cái sắp đến. Thì người kia ấy, người ta mới bắt đầu mở cái tai ra mà nghe, đúng không? Còn một khi vào chửi luôn thì nó hơi khó nghe. Thì đầu tiên nó đã phải khen, sau khen ấy, thì chửi thoải mái. Nhưng sau đấy ấy, thì ông A sẽ có quyền phản biện. Đúng. Đấy, thì để cho nó không bị ức chế trong lòng, vì có thể là ông B đang nói chưa chắc là đã đúng. Thì bây giờ ông A thì có quyền lợi được phản biện lại, nếu mà ông ấy thấy là ok, những cái gì mà ông B là nó nói là nó có một cái phần sai ở trong đấy thì ông ấy sẽ được phản biện. Thì đấy là cái văn hóa ghế nóng của anh, bọn anh tổ chức một quý một lần. Thì để đem lại được cái sự chân thực, đem lại được cái môi trường mà các bạn hoàn toàn có thể thoải mái nói chuyện với nhau, kiểu này. Nó rất là hay, nhưng thực ra nghe nó cũng khá là mạo hiểm nhỉ, đúng không? Nghĩa là nếu mà không có người moderate cái này một cách tốt cũng có thể dẫn đến đúng như anh bảo lúc đầu, nó thành gọi là buổi chửi nhau, đúng không? Thì nó cũng không productive cho tất cả mọi người lắm. Nhưng mà rõ ràng. Có cái technique gì mà để anh hoặc là ban lãnh đạo điều hành buổi này vừa chân thực nhưng mà lại vừa không bị gọi là escalate quá không? Ngoài chuyện là bảo các bạn phải khen một cái rồi chửi một câu ấy. Thú thật là anh chưa từng có một trường hợp nào kiểu nó escalated quá khủng khiếp. Vì em hình dung nó là môi trường chung, tức là tất cả mọi người nó đang ở đấy, nó không escalate nổi luôn ấy. Nó escalate thì nó sẽ thành một cái cuộc ẩu đả và chưa bao giờ bọn anh gặp cái vấn đề đấy. Cái duy nhất mà bọn anh làm là thực tế ra là luôn luôn là xuất phát từ cái việc khen, vì khi mà khen như thế thì bản thân cái người kia người ta tiếp nhận sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và thú thật với cả hai bạn là thực ra anh cũng đã nghe rất nhiều phản hồi từ feedback từ bộ phận nhân sự về cái việc là nên cải thiện và nên thay đổi cái văn hóa này, vì nó đang ảnh hưởng đến tâm lý của khá nhiều bạn trẻ. Tức là cái này đã xảy ra rồi nhưng anh một mực là không bao giờ. Vì thà để các bạn đấy kiểu hơi hớt một tí, nhưng mà at least là các bạn biết các bạn đang sai chỗ nào, đúng không? Đúng. Và như thế thì là cái người mà được nói người ta sẽ không đỡ ức chế. Vậy thì bây giờ nếu mà thay vì là bây bỏ ra thì ok, một người thì vẫn tí tởn, lại có không biết là mình sai cái gì, người kia thì vẫn ức chế và không được nói. Thế thì bây giờ mình chọn cái gì, đúng không? Thì anh vẫn chọn cái hướng là cho các bạn chia sẻ thẳng thắn với nhau từ những cái sự kiện như này. Em thì chưa có trải nghiệm ghế nóng như thế, nhưng mà đúng là em cũng đã từng trải qua những cuộc họp tranh cãi. Trong công việc thì một số lúc rất là aggressive, là mọi người tranh cãi với nhau rất là nảy lửa. Thế nhưng mà khi mà mình càng thẳng thắn trong những cuộc tranh cãi như thế thì mọi người càng hiểu suy nghĩ của mình và hiểu được con người mình nhiều hơn. Và từ đấy về sau là sẽ không bao giờ lặp lại những cái tình huống đối đầu một cách không đáng có nữa. Team từ đầu đến giờ mình nói với nhau là leadership mọi người cũng phải thẳng thắn với nhau, và giữa nhân viên với nhau cũng phải thẳng thắn với nhau thì mới có thể cùng lớn lên được. Đúng rồi. Bọn anh còn nhiều hoạt động khác tiêu lắm. Ví dụ như nào? Anh Thái thử chia sẻ thêm một vài hoạt động nào, một hai cái. Có một cái hoạt động khác bọn anh gọi là học tập hành động. Học tập hành động là cũng được tổ chức là một quý một lần, vì là các bạn trẻ. Thế cho nên là qua một thời gian thì anh nhìn được là trẻ cho nên là chưa có nhiều kinh nghiệm, cho nên là mất định hướng. Vậy cho nên là cái mà bọn anh muốn cho các bạn trải nghiệm ấy là cái việc là các bạn được làm nhiều thứ khác ngoài cái việc là cái công việc hàng ngày của các bạn ấy. Thế cho nên bọn anh có một cái sự kiện, nó là học tập hành động. Và sự kiện đấy bọn anh sẽ đưa ra một cái topic. Ví dụ như là bây giờ là đến mùa 3 rồi. Ví dụ như là mùa 3 này bọn anh sẽ đưa ra một cái topic là xây dựng cấu trúc loyalty của khách hàng, từ A đến Z. Phần quà cho khách hàng ra làm sao, điểm thưởng như thế nào, ai được ai không được, các thứ hạng sắp xếp làm sao, đặt tên như thế nào và chăm sóc như thế nào, vân vân. Tức là nó là một bộ khung cấu trúc loyalty hoàn chỉnh. Đấy, thì đấy là từng cái đề án bọn anh đưa ra nó sẽ là một cái topic, và bọn anh sẽ chia team thường nó có khoảng tầm 5-6 team, và sau đó thì đến cuối tháng đấy, tức là ví dụ như là mùa này sẽ là cuối tháng 2 này, thì các bạn sẽ lên và trình bày. Và cái phương án đấy sẽ được áp dụng thật. Tức cái phương án hay nhất là sẽ có ban giám khảo, và hay nhất là sẽ được áp dụng thật luôn. Ví dụ như là một trong những cái chiến dịch marketing của năm ngoái là từ cái học tập hành động này mà ra và được áp dụng thật luôn. Cũng là một trong những cái campaign mà được chia sẻ nhiều nhất trên Facebook của Curnon trong năm 2019 luôn. Hay nhỉ. Wow. Ôi, anh Thái có biết là cái mô hình này rất là giống cái mà em đang tham gia. Tức là ở nơi em làm thì là ngân hàng rồi. Trong mỗi một team lớn thì chọn ra một vài người, 2 đến 4 người chọn thành một team. Sau đấy thì họ nhặt ra những cái chủ đề mà các leadership team đã lựa chọn để đây là những cái vấn đề mà mình cần phải giải quyết. Xong rồi sau đấy họ nhặt tất cả những cái team đấy cho đi ra một cái tòa nhà hoàn toàn khác, gọi là xa rời, cách ly hoàn toàn với cả công việc bình thường luôn. Xong rồi cho làm trong vòng 6 tuần đấy chỉ có ngồi ở kia và giải quyết xong cái kia. Và không, tức là sếp hiện tại cũng không được bắt về quay về làm hay họp gì hết, mà chỉ tập trung làm mỗi cái kia thôi. Tuần sau em sẽ tham gia cái đấy, thì chắc là nếu có gì hay sẽ kể lại mọi người sau. Rất hay, đúng rồi. Hay là bọn anh có một cái sự kiện một năm một lần, thì là được tổ chức vào sinh nhật của Curnon. Sinh nhật Curnon là 25 tháng 12. Nó là ngày sau Christmas. Thì sự kiện của bọn anh nó là tên là This Is Us. Đây là chúng ta. Thì không kể một thành viên nào trong công ty, tức là bất kỳ ai cũng sẽ phải lên chia sẻ về một cái gì đấy, sẽ lên nói về những cái gì mà mình đam mê. Cũng buồn cười lắm, có tức là cái sự kiện này bọn anh mới nhìn thấy là cái hình ảnh của các bạn ở chỗ làm và cái đam mê của các bạn khi mà các bạn lên chia sẻ nó hoàn toàn unmatching. Nó rất khó hiểu ấy. Tức là thậm chí là một bạn có thể rất khép kín, rất ít khi nói trên văn phòng, nhưng mà lại lên chia sẻ về những cái chủ đề kiểu rất là buồn cười, như kiểu là con quỷ bên trong tôi này, hay là kiểu how to be an introvert, how to be extrovert, rất là hay luôn. Hay là có một bạn nữ kiểu rất là bánh bèo, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà lên lại chia sẻ về niềm đam mê đối với cả chính trị này, kiểu đó. Rất là buồn cười. Thế cho nên là bọn anh luôn luôn value cái khả năng của mỗi người và cái đam mê của mỗi người, và mong muốn là các bạn có thể có cái cơ hội để chia sẻ cho toàn thể tất cả mọi người trong một cái sự kiện này. Cái sự kiện bọn anh diễn ra trong vòng 3 ngày liên tục luôn. 3 ngày cơ. Wow. Tức là 3 ngày. Vì mỗi người thường lên đã mất khoảng tầm 10-15 phút rồi. Bạn nào dài mà đam mê nhiệt huyết quá thì có khi phải đến tầm 20-30 phút. Đấy, thế cho nên là cái mà bọn anh hiện giờ team là có khoảng tầm 70 người. Bên NS thì là khoảng tầm là 100 người. Cho nên là nói cái đấy thì cũng dã man đấy, cũng liên tục ấy. Công nhận. Cái này đúng là lúc mình công ty số lượng nhân viên dày lên một tí là sẽ hơi khó scale một tí, đúng không? Hoặc là chắc là phải làm kiểu mini event, những cái chương trình như thế. Đúng rồi, chính xác thì nó sẽ phải thay đổi một chút. Càng ngày nếu mà càng đông thì cách tổ chức và cái mô hình tổ chức nó sẽ phải kiểu khác nhau. Ví dụ như là ghế nóng đến thời điểm bây giờ là bọn anh đang gặp vấn đề là trong một ngày không thể nào mà đi hết mọi người được. Đấy, thế cho nên về sau anh nhìn được cái tương lai là chắc chắn là về sau cái ghế nóng nó sẽ là thuộc từng phòng ban. Tức là mỗi phòng ban sẽ tổ chức ghế nóng riêng. Trong cái phòng ban đấy, đội chăm sóc khách hàng sẽ có ghế nóng riêng, trong phòng chăm sóc khách hàng marketing sẽ có ghế nóng riêng, vân vân. Nhưng mà nó vẫn sẽ cùng một ngày, cùng một thời điểm. Sau khi anh có thể làm cái version là, tại vì thường là khi mà bắt đầu mình bị thu hẹp vào cái phòng ban ấy lại dẫn đến là không có communication giữa các phòng, thì có thể làm một buổi ghế nóng nhưng mà không phải là một người lên mà là một phòng lên. Hay, rất hay. Là marketing lên xong rồi là cho sale ngồi vào mắng chửi thoải mái. Đúng rồi, không phải là một người mà là cả một thảm phòng lên luôn. Lên thớt cả đội luôn, đúng rồi, chính xác. Từ nãy giờ chúng ta cũng nói nhiều đến các cái cột mốc và các cái thành tựu, các cái dự án kinh doanh của anh Thái rồi. Anh có thể chia sẻ thêm một vài những cái cột mốc mà khiến anh tự hào nhất? Có thể nhiều khi là không phải những thứ mà người ngoài biết đến như là Shark Tank, nhưng mà một cái gì đấy mà anh thấy cảm giác rất tự hào trong cái thời gian hoạt động của cả Curnon hay là Starter hay là kể cả Two Guy One Box hồi xưa không? Khó nhờ. Con này chắc là câu khó nhất từ nãy giờ luôn. Cột mốc mà nó không được liên quan đến công việc hả? À, không, nó liên quan đến công việc, nhưng mà có thể là nó không phải là một cột mốc mà người ngoài biết đến. Mình hay nhắc đến Shark Tank, cái đấy là cũng là một cột mốc rất là đáng nhớ, nhưng mình cũng là cái mà anh Hải chia sẻ nhiều thôi. Còn cái gì đấy, ví dụ như là con số nào đấy, hay là anh nhận được một cái email từ khách hàng mà khiến anh đấy ngập ngùi ở nhà đấy, không biết nữa đấy. Cái gì đấy nó khác. Anh rất là cảm thấy rất là may mắn khi mà anh cũng được nhận những cái email như Quyền vừa nói, khá là thường xuyên. Việc là ok, những cái gì anh làm kiểu truyền cảm hứng cho em như thế nào, vân vân và vân vân. Cái này không chỉ là email mà còn là những cái private message ở trên Facebook hoặc là Instagram nữa. Nhưng mà phải thú thật với các bạn ấy là cái này là ngày hơi xến, nhưng mà những cái thời khắc mà anh cảm thấy là những cái gì mình đang làm ấy, nó giá trị nhất và làm anh luôn luôn nhớ ấy, là cái thời điểm mà anh raise được salary cho bất kỳ một ai. Thì thực ra thì suy nghĩ thử xem là bản chất cái điều tuyệt vời của những cái gì mà chúng ta làm ấy là nó nằm ở cái việc là chúng ta đang tạo công ăn việc làm cho người khác. Đúng không? Ok rồi thì đúng là mô hình kinh doanh hay, rồi là tác động ảnh hưởng tốt đến xã hội là vân vân, nhưng mà về nội bộ bên trong á, để mà làm được những thứ đấy thì phải có những người đi cùng mình. Đấy, thì anh từ cái bản chất xuất phát từ việc là bất kỳ một ai khi mà vào những cái công ty của anh ấy, thì anh mong muốn là nó không có một cái mối quan hệ người mua người bán. Chúng ta đã không mua labor và chúng ta đã không bán labor. Đấy, mà là hai người đồng hành cùng nhau. Đấy, cái điều tuyệt vời nhất là khi mà mình có thể cho họ được một là tương lai, tương lai rõ ràng, đúng không? Rồi cùng một thần tiền rõ ràng. Cái thứ hai là chứng minh được là cái tương lai này nó đang đến dần rồi, bằng việc là cái salary của họ càng ngày càng tăng. Đấy, có những cái thời điểm mà thậm chí là kiểu anh hơi cảm tính. Đấy, vì đấy là đam mê của anh, nó nghiêm túc, nó là đam mê luôn. Anh hơi cảm tính bằng việc là anh tập hợp cả công ty cho anh, bảo là vì thành công này, vì thành công kia, anh x2 cho tất cả anh em luôn. Anh x2 cho tất cả anh em luôn. Đã cái quả đấy là nó happen vào hình như là năm ngoái. Vào Tết năm ngoái, anh nhớ không nhầm như thế. Lúc mà anh em đang ăn year end party, Phan Anh đứng lên tuyên bố là tất cả anh em là từ payroll tháng tới là x2 hết. Ôi sao bọn nó kêu câu crazy luôn. Đúng thật. Buồn cười lắm. Nói xong rồi gia đình ôi thế chết rồi. Rất là vui. Nhưng mà anh thấy là những cái khoảnh khắc như thế nó đem lại cái giá trị cho không chỉ mình mà cho cả người khác, và nó làm cả cái journey này nó có ý nghĩa. Worthwhile đúng không? Đấy, chính xác. Thế nên để mà nói là ok, anh nhớ được cái gì nhất thì nếu mà ngay từ đầu anh bây giờ nảy ra thì nó là những cái khoảnh khắc đấy. Rất là đúng, tại vì là như anh Thái cũng vừa bảo là thực ra là cái thành công của công ty nó có thì cũng có mới có những cái moment như này, đúng không? Thế là đúng là những cái cột mốc này nó cũng rất là đáng tự hào. Với cả ngoài ra cũng như là anh có nhắc đến cái điểm ở phía trên nữa là kiểu như nói về cái chuyện mình delegate ấy. Thì thực ra nếu mà mình nhìn nó kiểu macro hơn tí là thật ra là ví dụ như là bây giờ anh còn là hình ảnh Curnon, nhưng mà thực ra là nhiều khi những cái đích của founder là đến lúc mà mình không còn ở công ty đấy nữa, nhưng mà công ty đấy nó vẫn vận hành và nó như kiểu nó là cái legacy, đúng không? Thì đấy là những cá thể những các bạn này. Được rồi. Thì bây giờ chắc là mình gần đến phần này mình sẽ tập trung nhiều về anh Thái hơn, nó personal hơn. Ok. Không thì gọi là nghĩa là mình nói chuyện công việc nhiều hơn. Cái bạn gái vừa lại nhập. Ok, để em bắt đầu nhé. Ở trong tất cả các ngành nghề thì ngành nghề nó cũng có những cái khó khăn vất vả riêng này. Nhưng mà có lẽ là để gọi là kinh doanh và để làm một founder là một trong những con đường nhiều áp lực và cô độc nhất. Thì đấy, giống như anh có nói về áp lực về doanh số này, áp lực trả lương cho nhân viên này, áp lực tăng trưởng, nói chung là rất nhiều thứ. Thế thì để giữ cho anh hay là để giữ cho công ty ở lúc nào cũng trong một trạng thái ổn định mà có thể tiếp tục phát triển được đấy, có những cách như thế nào để đôi khi có những lúc mà nó rất là khó, rất là challenging thì anh có thể đối phó được, hay là còn những suy nghĩ gì hay những cái triết lý gì anh sử dụng trong những cái lúc mà mọi thứ nó không theo như ý mình muốn không? Anh nghĩ thực ra tất cả xuất phát từ tinh thần ấy. Và cái việc là mình xác định được là cái con đường này nó sẽ như nào. Nếu nói là khoảnh khắc cảm thấy kiểu cô độc thì dĩ nhiên là có rồi. Nhưng mà mặc dù thường là sau khi mà mình nghĩ là mình đang bị cô độc như thế, thực ra mình có cô độc quá đâu. Mình đang có bao nhiêu anh em đi đồng hành cùng, cô độc thế nào đúng không? Nhưng mà cái trách nhiệm của mình thì nó khác. Cái trách nhiệm của mình trong cái việc là đồng hành cùng anh em là phải make sure là cái con thuyền đấy mà khi mà anh em đang ngồi trên con thuyền này nó không bị thủng lỗ. Đúng không? Tức là nó đang không sink. Nếu mà nó sink cái là thôi chết là chết cả nút luôn đấy. Thế nên cái áp lực nằm ở cái đấy. Còn khoảnh khắc về mặt kiểu cô độc thì anh thú thật là anh ít khi gặp phải. Vì anh cảm thấy là anh rất là may mắn vì anh không bao giờ là anh trên con đường này một mình. Đấy, cái đấy đã chia sẻ thật với cả các bạn. Anh không cảm thấy là anh trên con đường này một mình, mà luôn luôn được sự hỗ trợ và ủng hộ hết mình từ những người đồng hành cùng. Thậm chí là có những cái thời điểm mà các bạn ấy bảo với anh, những cái thời điểm khó khăn nhất các bạn bảo với anh là em không nhận lương tháng này cũng được. Wow. Những cái khoảnh khắc như thế thôi kiểu nó rất là meaningful. Đấy. Còn về việc là kiểu stress thì đương nhiên thì thật ra thì việc là căng thẳng thì là bất kỳ một founder nào cũng kiểu nó là sống chung với lũ rồi, nó sống chung với cả kiểu stress rồi, cho nên bây giờ để phân biệt là căng thẳng với cả không căng thẳng là như nào anh nói thật là anh cũng không rõ. Vì gần như là kiểu lúc nào nó cũng căng thẳng đấy. Từ việc là ok là những cái to do list hàng ngày nó cần phải được thực hiện này, nếu mà nó không thực hiện hôm nay nó sẽ dồn dập vào ngày mai này, hay là những cái deadlines, những cái con số mà phải chạy. Thì đấy là nó là the perks of being entrepreneur đó. Nghĩa là bất kỳ một người nào mà là entrepreneur thì chắc chắn là cũng sẽ trải qua cái đấy. Cái đấy là cái việc của mình sẽ phải làm quen. Và nó rèn cho mình cái tính phi thường ấy. Thật sự là về mặt tâm lý anh nghĩ là kiểu tức là không còn cái khái niệm là chùn bước nữa. Vì là stress quá nhiều. Cái đều quá quen. Nó đến là ok nó lại đến là kiểu tức nó không còn là ôi đang căng thẳng quá các kiểu nữa. Mệt thì có, mệt và căng thẳng anh đối với anh nó khác nhau ấy. Mệt nó là cái khoảnh khắc về nhà cuối ngày sau một ngày kiểu liên tục không ngừng thì nó là mệt. Đúng không? Chứ nó không phải là căng thẳng. Vì căng thẳng thì là như kiểu mình căng thẳng triền miên rồi. Làm việc liên tục. Anh là theo kiểu chủ nghĩa làm việc cực kỳ tập trung ấy. Thậm chí là kiểu ví dụ như là trong vào giờ làm việc điện thoại của anh thì nó có chức năng là từ 8 giờ cho đến 6 giờ, 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều nó sẽ không nảy bất kỳ một cái gì. Do not disturb. Đấy, thế cho nên là nhiều bạn kiểu nhắn tin cho anh vào tầm giờ đấy anh không bao giờ anh biết để anh trả lời. Do not disturb đấy, chính xác. Hay là ví dụ như là anh có những cái app ở trên máy tính của anh là nó sẽ theo kiểu period là 30 phút. Cái Pomodoro là chuẩn luôn. Em dùng cái đấy. Pomodoro này, Full Focus này, vân vân, nó đều là những cái app mà nó hỗ trợ cho mình tập trung. Anh là theo chủ nghĩa kiểu đã làm cái gì làm kiểu cực kỳ là deep focus. Nếu bọn em đọc quyển sách deep focus thì bọn em sẽ hiểu. Là để mà mình đi vào được cái trạng thái tập trung thì mình trung bình mình mất khoảng tầm là ông nào giỏi thì mất khoảng tầm 5-10 phút. Quá giỏi. Ông nào mà hay bị xa lãng thì sẽ mất khoảng tầm 25 cho đến 30 phút. Một khi sau cái thời điểm đấy mà em bị mất tập trung một cái, mà em bị rơi khỏi trạng thái deep focus ấy, là em sẽ lại phải mất tầm 20-30 phút để em vào lại trạng thái đấy. Thì em hình dung nếu mà trong một ngày mình có 8 tiếng làm việc, thực ra chả bao giờ mình làm việc 8 tiếng cả, mình có khoảng tầm 1 tiếng rưỡi ở giữa là mình nghỉ trưa đúng không? Tầm giờ khoảng tầm 6 tiếng rưỡi. Thế thì 6 tiếng rưỡi đấy nếu mà chia ra là khoảng cứ ngắt quãng thời gian là 30 phút một là mình mất thời gian để mình vào cái trạng thái tập trung. Thì nếu mà noti ở trên màn hình mình nó nhảy liên tục thế thì cả ngày làm được cái gì? Đúng không? Thì chính vì thế cho nên là anh luôn luôn trong trạng thái là kiểu cực kỳ focus. Mà chính vì là cực kỳ focus như thế cho nên đôi khi là kiểu mình quên mất là ok là mình đang kiểu stress hay là gì. Mình chỉ biết là ok mình phải làm cái này phải làm kia, phải focus vào cái này focus vào cái kia. Trong lúc là 6 giờ xong là kiểu 100-200 cái noti nhảy vào là lúc ấy lại xịt chết kiểu khác. Đúng rồi. Đấy, kiểu ví dụ như là như em dùng Pomodoro rồi em biết là khi mà thường ngắt quãng giữa các quãng thời gian làm việc thì nó sẽ có quãng nghỉ đúng không? Đó, nó sẽ có một cái quãng nghỉ, giữa cái quãng nghỉ bao lâu thì mình tự xét. Ví dụ như anh hay xét khoảng tầm 3-4 phút thì đấy. Để vào đây check là trả lời tin nhắn nhanh gọn nhẹ, xong lại bắt đầu vào lại tiếp và tắt đi. Thực ra đúng như anh bảo, rất quan trọng. Tại vì là thật ra là trong cái thời đại bây giờ thì giống như là có omnichannel ở trong việc bán hàng, thì bản thân là mình cũng có quá là nhiều signal mà mình suốt ngày phải tiếp xúc, đúng không? Nó không phải là di động này, xong rồi email này, xong người ngồi bên cạnh này, xong rồi là rất là nhiều thứ. Mà nhiều khi là chỉ cần một cái noti trên Messenger thôi là mình đã break cái flow rồi. Cái trạng thái anh Thái bảo là vào cái flow ấy, đúng không? Buồn cười. Trong máy tính của anh thì trong thời gian anh làm việc ấy, anh luôn bật. Mà đứa nào nghe thì cái đấy cũng biết là đây là máy tính của anh Thái. Anh luôn bật một cái, anh luôn lên YouTube, xong anh search tiếng mưa. Rain, cho tập trung. Lên YouTube đánh chữ R phát là nó của anh ấy, là nó sẽ ra luôn là rain sao. Đấy, vì lúc nào anh cũng nghe cái đấy khi anh đang làm việc để mà full focus. Đúng rồi, nó đúng, focus sound. Phải có một chút tiếng động. Rồi, có nhiều người thì phải rất là tập trung khi mà yên tĩnh, nhưng mà có một số người phải có chút tiếng động lao xao như thế mới làm việc được. Đúng rồi, chính xác. Anh Thái có nhắc đến chuyện là có rất là nhiều người bạn đồng hành, đúng không? Nhưng mà thường thì có một những yếu tố mà có thể là nhiều khi mình không hay nhắc đến, đấy là những người mà chỉ dạy cho mình hay là những người mentor cho mình. Thì có chứ, anh Thái có một số những gọi là cá nhân anh coi là mentor trong công việc và cuộc sống, và anh học được những điều gì từ những mentor của mình? Nhiều ngoài. Nói chung là trong vòng 5 năm qua thì anh gặp để hỏi thì cũng gặp kiểu vô số rồi. Nhưng mà thật sự là kiểu anh gọi là một người anh, một người mentor thì có một người. Câu chuyện về anh này thì là xuất phát từ việc là xen kẽ giữa cái thời điểm mà anh đang làm WhiteBox và NS và Curnon. Để ở cái quãng giữa đấy, thực ra đến một cái thời điểm là tự nhiên bỗng dưng mình ngủ dậy, mình nhận ra là ok, mình không đủ khả năng. Mình không đủ khả năng để mà có thể làm những thứ này, vì mình chưa học đủ nhiều, mình chưa có đủ trải nghiệm. Thì đến lúc đấy em bắt đầu đi tìm việc. Và thì anh tìm đến được một người, thực ra tình cờ cái khủng luôn ấy, tức là từ cái hồi mà anh làm project manager cho cái công ty kiến trúc hồi đầu ấy, thì có một cái anh ấy vừa là đối tác và vừa là nhà đầu tư của cái công ty này. Thì vì là anh là project manager cho nên có một vài cơ hội được đi ăn rồi là nói chuyện với cả cái anh này. Thì anh tức là cái cảm nhận khi mà mình ở cạnh một người mà mình cảm thấy là uầy, kiểu người này quá tuyệt vời. Ở việc là ok, người ta có success này, người ta kiểu có lòng trắc ẩn này, không chỉ đơn thuần là kiểu về success về mặt kiểu vật chất, tiền tài vân vân, mà người ta có những lòng trắc ẩn, người ta làm cộng ích xã hội, người ta làm rất nhiều thứ. Mà nghe qua kể cái cách mà anh ấy kể chuyện về gia đình anh ấy thì anh ấy còn là một người chồng trong gia đình rất là tuyệt vời nữa. Anh không hiểu là có cái gì ở người như thế này mà mình có thể kiểu thể kiểu làm một cái điểm trừ được ấy. Thì là anh nghĩ ngay đến anh ấy, và sau thì anh gọi cho anh ấy bảo là anh Dương ơi, anh ấy tên là Dương. Anh Dương ơi, anh có việc gì cho em làm, em đang cần học. Thế ông bảo ok, thế để về công ty anh. Thì anh cũng rất là quý anh. Đấy, để về công ty anh. Đấy là chủ tịch một tập đoàn tên là NV Bridge. Chữ N là viết tắt của chữ Nhật, V là viết tắt của chữ Việt, Nhật Việt, và Bridge là cây cầu. Là Nhật Việt. Tập đoàn này là làm về rất 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 nhiều thứ. Anh ấy là du học sinh của Nhật Bản, Nhật rồi về Việt Nam lập nghiệp này. Thế là anh vào, sau thì thậm chí mà anh ấy còn tâm huyết với anh đến mức như này nhá, là anh ấy vào, anh vào công ty anh ấy, anh ấy thành lập ra một con công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên về thương mại bán lẻ, để cho anh lên làm giám đốc điều hành, để cho anh học. Testing environment. Bỏ tay luôn. Tức là anh nghĩ là không bao giờ anh gặp được một người như thế nữa, lần thứ hai. Đấy, cho nên anh luôn luôn biết ơn, và luôn luôn anh gọi anh ấy là một người thầy, một người anh, và một người kiểu những gì vĩ đại nhất về anh ấy thì anh luôn luôn là rất là quý trọng. Thậm chí buồn cười lắm, kể cả là đến bây giờ chẳng hạn ấy, tức là có một cái thời điểm rất là đắng cay đối với cả anh là anh phải xin phép là anh nghỉ. Đúng không? Vì anh không thể làm mãi được. Đúng rồi. Và anh phải xin phép là anh nghỉ để anh quay trở lại vận hành Curnon. Vì đến lúc anh nghĩ là ok, đến lúc là em phải đi rồi. Anh tạo cho em đủ điều kiện, em đủ lông đủ cánh, bây giờ em phải đi rồi. Và chắc chắn là trong tương lai anh em sẽ làm việc với nhau còn dài. Là anh ấy ok luôn, ngay lập tức ok luôn, anh rất hiểu. Tại vì anh ấy biết là anh không phải là cái kiểu mà sẽ làm vĩnh viễn ở đấy. Thậm chí người ta vĩ đại đến mức như thế luôn. Đấy. Và đến thời điểm bây giờ, kể cả là bây giờ, ví dụ như là vào cái thời điểm bây giờ anh đang gọi vốn chẳng hạn, chỉ đúng một câu ới thôi là như cái network của anh ấy giới thiệu hết. Nên là kiểu gặp ai, gặp các quỹ đầu tư nào của Nhật Bản anh ấy cũng giới thiệu về anh. Vừa rồi anh vừa có một, ngay vừa mới hôm qua hôm kia thì không thể chính xác là vừa có một quỹ mà kiểu liên hệ với anh, bảo là được anh Dương giới thiệu và muốn đầu tư. Tức chỉ qua lời của những người như thế thôi. Thế nên để mà nói là học bởi một ai thì là đúng một người duy nhất, là anh Dương. Còn nếu mà là kiểu, tức là những cái người mentor mà đã từng kiểu gặp mình, chỉ mình ý, rất nhiều các anh chị anh đã từng gặp và đưa ra những cái lời khuyên cực kỳ giá trị thì anh đã gặp được rất nhiều người như thế rồi. Nhưng mà một người mà kiểu anh thật sự là gọi là cái một người anh vân thì là anh Dương. Hay quá. Đúng là gặp được một người như thế là đúng là duyên, không phải là ai cũng gặp được. Cái đấy rõ ràng luôn đấy, nó là duyên đấy. Anh Tu, chắc là hồi trước anh Tu cũng khá đấy. Mới gặp đấy anh Dương. Nên định bảo là đến lúc nào mà Unlock FM kiểu siêu to ấy. Mời anh Dương đến làm khách mời để nghe câu chuyện từ phía bên ngoài. Đúng rồi, nghe từ phía bên kia. Tuyệt vời. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi ra một cái câu hỏi mà bọn em thường hay hỏi các khách mời. Đấy là bọn em hay hỏi về các cái thói quen hoặc là những cái sở thích hay là life hacks mà giúp cho anh có thể làm việc và sắp xếp cuộc sống được hiệu quả ấy ạ. Thì anh có những cái life hacks nào anh có thể chia sẻ với mọi người đúng không ạ? Life hack chỉ là thói quen, sở thích thôi. Anh hiểu thói quen đúng không? Trước hết là, tức là cái list thói quen của anh thì anh nghĩ là nó sẽ khá là khác so với mọi người. Anh thì không có quá nhiều list thói quen, nhưng mà anh lại có rất nhiều, là tức là anh không có nhiều to do list, tức là anh có rất nhiều not to do list. Bản chất ví dụ như là anh hay dùng một cái nền tảng nó là nó tên là Todoist để mà quản lý những cái checklist của mình. Em cũng dùng ở đây. Anh cũng dùng cái đấy đúng không? Cái đấy tốt mà. Các bạn trẻ nếu mà bắt đầu khởi nghiệp thì nên dùng cái đấy để mà keep track được những công việc của mình. Thì trên cái này, ở phần personal của anh nó là toàn not to do. Và đến cuối ngày thì anh sẽ check là ok, hôm nay mình đúng là có không làm cái này không làm kia không, thì anh sẽ check hết. Đấy. Vì quan điểm của anh nghĩ là em làm to do nó không, nó chưa đủ. Vì đa phần để mà hình thành được một thói quen tốt ấy thì em phải phá được những thói quen cũ, thói quen không cũ, không tốt cũ, đúng không? Và đấy là một cái key trong cái việc là cái rào cản của một người khi mà muốn hình thành ra một cái thói quen mới, là thực tế là họ đã không nhận ra là họ đang chưa bỏ được một cái thói quen xấu cũ để mà họ tiến đến được một cái thói quen tốt khác. Đúng. Ví dụ rất là đơn giản thôi là nếu mình đặt ra một cái set ra một cái to do là tập trung làm việc trong vòng 1 tiếng liên tục chẳng hạn, đúng không? Thế thì dĩ nhiên là nếu mà mình set cái đấy không, mà mình không có cái việc là ok, thế thì trong vòng 1 tiếng đấy mình không được xem điện thoại, mình không được check cái này check cái kia, mình phải tắt hết noti thì mình mới tập trung được 1 tiếng, đúng không? Thế các bạn hay bị quên ở cái khoản là not to do. Thì của anh, đối với cả personal của anh, về việc là ok là làm việc hiệu quả này, hay là kể cả là những cái relationship ở bên ngoài vân vân, thì anh sẽ set ra những cái not to do list nhiều hơn là to do list. Hay. Yeah. Cái này là em lần đầu tiên em nghe, mà khi lúc nào sẽ phải thử áp dụng ngay lập tức. Xem not to do có dài không? Mà ví dụ như là thay vì là bây giờ set ra là ok là dậy sớm vào buổi sáng vào 6:30 chẳng hạn. Không dậy quá 7 giờ. Hoặc là không ngủ muộn. Hoặc là không ngủ muộn. Tức là những cái thứ như thế thì anh nghĩ nó dễ hơn là về việc là chỉ set cái to do. Vì set cái to do nó là cái kết quả. nhưng mình đã không nhấn mạnh vào cái hành động, quá trình làm sao để mình đạt được cái kết quả đấy. Wow, đúng. Thì nó phải là ở những cái not to do để em đạt được cái kết quả đấy. Nó sẽ phải trở nên hợp thức. Câu hỏi tiếp theo là trong ngày hôm nay thì anh Thái cũng nhắc đến một số các cái bìa sách và cũng nói về cái sở thích đọc sách của anh rồi. Anh có thể chia sẻ một vài các cái đầu sách khác, hoặc là có lẽ là trong lý do anh nhận lời là vì là anh cũng nghe podcast rất là nhiều đúng không? Thì nếu có chương trình podcast nào hay anh theo dõi và giúp anh tìm ra những ý tưởng mới, thói quen mới thì anh có thể chia sẻ với các thính giả được không? Chắc chắn rồi. Đầu tiên thì sẽ nói về anh có nghe cả podcast và có cả đọc sách. Ôi sách thì nó là vô vàn luôn. Đúng rồi. Xem là sách à? Anh nghĩ là có 3 cuốn, khả năng là cũng nhiều người đọc rồi, nhưng mà 3 cuốn đầu tiên trong đời mà anh đọc mà anh nghĩ là nó ảnh hưởng đến anh nhiều nhất. Một người đọc, thực ra anh từ hồi từ sinh ra cho đến khi năm ba đại học ấy, là anh chưa đọc quyển sách nào, anh không có thói quen đọc sách. Mẹ anh khi mà anh bé cũng không rèn cho anh thói quen đọc sách, mà anh toàn đọc truyện tranh. Nhưng mà một người là khi mà đến năm ba đại học ấy, là anh ở cùng ba roommate, đều là ba anh người Việt Nam, anh là út ở trong nhà, ông đọc một cái gì đấy. Thế mình thì kiểu mình nhìn đọc sách này, kiểu hater ấy. Đọc đi cái gì đúng không, dạy chơi game đi các kiểu. Nhưng mà vì ông này là một người kiểu gamer kiểu thứ thiệt luôn. Hồi xưa bọn anh hay bạn hát live với cả chơi Starcraft kiểu thâu đêm luôn, chuyện bình thường. Nhưng mà tự nhiên đến một cái thời điểm thì mình nhìn thấy ông này kiểu ôi, ông kiểu khó hiểu ấy, tức là bị kiểu rất là deep in một cái cuốn sách gì đấy. Thế là mình cũng gây nó ảnh hưởng đến mình, đúng không? Thế là mình nhìn, ok, thế là hỏi là ok, anh đang đọc cuốn gì? Là anh đang đọc cuốn Cha Giàu Cha Nghèo. Thì Cha Giàu Cha Nghèo là quyển sách đầu tiên trong đời anh đọc, và 2 quyển sách sau đấy mà anh nghĩ là từ cái khái niệm từ Cha Giàu Cha Nghèo nó cho mình một cái khái niệm rất là bao quát về mặt là tài chính. Đúng không? Gần như ai đọc quyển này rồi thì cũng sẽ có một cái mindset cực kỳ là bài bản về việc là ok, tài sản và tiêu sản nó là gì, đúng không? Ok, thế thì Robert Kiyosaki nói rất là rõ ràng là ok, để mà trở nên wealthy thì anh phải xây dựng tài sản, chứ không phải là anh phải build up tiêu sản. Thì từ cái đấy anh mới bắt đầu là move on sang đọc những cái quyển sách tiếp theo, và 2 quyển sách sau đấy là cũng ảnh hưởng đến anh nhiều nhất, là tới việc là xây tài sản như thế nào. Thì là anh đọc một cuốn nó tên là Khởi nghiệp 100 đô. Đến lúc đấy thì nó thay đổi cái mindset của anh về việc là khởi nghiệp nó không bắt buộc phải có nhiều tiền, mà mình hoàn toàn có thể khởi nghiệp từ kiểu, đúng là một những cái idea đặc biệt là với thời kỳ là kiểu 4.0, em hoàn toàn có thể khởi nghiệp thậm chí là với zero cost. Đúng. Vì là nếu mà là em sản xuất ra một cái gì đấy trên phương diện là nó là từ chất xám của em ấy. Ví dụ như em đóng gói thành một cuốn PDF với những kiến thức mà em chất lọc được, và chỉ là trên internet chẳng hạn, đúng không? Và em đóng gói nó để em bán nó, thì đấy cũng là khởi nghiệp mà. Và đấy nó sẽ là tạo ra cho em những cái dòng cash flow đầu tiên để mà em lấy cái đấy để em build up để làm cái gì đấy tiếp theo. Thì đấy là cái cuốn mà ảnh hưởng đến cái mindset về khởi nghiệp của anh nhiều nhất. Và mindset về quản trị là cái cuốn thứ 3 mà ảnh hưởng đến anh nhiều nhất, đấy là 4 tiếng một tuần. Đúng rồi, 4-day work week à? Nhầm, 4-hour work week chính xác. 4 hour Tim Ferriss đấy, đúng rồi, của Tim Ferriss đấy. Thì 3 cái cuốn đấy là 3 cuốn mà anh cảm thấy là nó affect anh nhiều nhất luôn. Đấy, và sau đó thì follow up sau 3 cuốn đấy là anh bắt đầu là gần như là kiểu nghiện đọc sách. Vì là thực ra là trong cái quá trình anh học ở bên kia ấy, anh có rất là nhiều thời gian chết trong ngày mà nó tạo cho anh những cái điều kiện để anh đọc được sách nhiều. Ví dụ như là việc là anh riêng cái việc anh di chuyển từ nhà đến chỗ học nó đã là mất khoảng tầm tiếng rưỡi đồng hồ. Thế mình làm quái gì trong khoảng tiếng rưỡi? Hồi trước thì mình cứ hay kiểu ngồi chơi game điện thoại, nghe nhạc. Đến lúc khi mà mình thật sự nghe nhạc, đúng không? Anh có cả list kiểu Jay Châu rồi là Châu Kiệt Luân các kiểu ở trong mà nghiền ngẫm. Anh hát tiếng Trung Quốc rất chuẩn. Anyway thì lúc đấy là mình bắt đầu shift sang việc là thay vì là mình làm cái đấy thì mình đọc sách. Mà đi thì toàn đi bằng tàu điện ngầm với cả đi bằng xe buýt. Thế nên là mình có thời gian để mình đọc. Thì đến lúc đấy nó mới hình thành ra cho anh cái thói quen là đọc sách. Đấy, và về sau mới bắt đầu đọc những cái kiểu Good to Great này, hay là Outlier của Malcolm Gladwell, vân vân, bảy thói quen thành đạt của Stephen Covey, vân vân, rất nhiều. Đấy, thì đấy là 3 cuốn mà anh recommend. Còn về podcast thì khá là hay. Có 2 cái podcast mà anh đam mê nhất. Một là nó là của co-founder của LinkedIn. Đấy chính là podcast của nó tên là Master of Scale. Oh yeah, Reid Hoffman đúng không? Đây là của Reid Hoffman, chính xác, của Reid Hoffman là Master of Scale. Rất hay là những cuộc phỏng vấn thực tế của Reid Hoffman và những người kiểu founder của những doanh nghiệp kiểu nói chung là global. Kinh điển. Đấy, cái đấy, đấy chính xác. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà anh cũng rất thích là How I Built This. Của Guy Raz. Đúng rồi, How I Built This của Guy Raz cũng là những câu chuyện thực tế, phỏng vấn thực tế của những doanh nghiệp, nói chung là cũng khủng khiếp. Đấy, và cái thứ ba mà anh hay nghe nhất là Planet Money. Rồi, cái đấy là cái ngày nào cũng nghe. Vâng. Thế à? Thì đấy là ba cái favorite podcast của anh. Planet Money này, Master of Scale này và How I Built This. Thực ra thì ngoài ra cũng có rất nhiều các podcast hay. Ví dụ như là bản thân kiểu The Tim Ferriss Show của Tim Ferriss cũng là hay. Đúng. The Gary V Audio Express, hay là Experience. The Gary V Audio Experience của Gary V, vân vân, thậm chí là Business Wars cũng rất là hay. Tức là Business Wars chỉ nói về đúng là cuộc chiến tranh của số 1 và số 2 này. Nào là Netflix với HBO này, nào là Nike với Adidas này, nào là McDonald's với Burger King này, vân vân. Từ siêu kinh điển, những trận chiến siêu kinh điển kiểu đấy. Thì nhưng mà ba cái favorite nhất của anh mà anh nghe hàng ngày luôn là Planet Money, How I Built This với cả Master of Scale. Em thấy cũng hay, tại vì là thực ra là có nhiều các cái podcast như là Tim Ferriss ấy, thì mặc dù là cái host, cái anh Tim đấy thì quá là cool và quá là chất rồi, nhưng mà gọi là nhiều khi là cái tập phỏng vấn có thể là nó không vào cái topic mà mình thích ấy. Nhưng mà ba cái mà anh Thái vừa nhắc đến gọi là gần như là em nghĩ tập nào nó cũng hay. Cũng hay đúng không? Đúng rồi, tập nào cũng chất mà. Cũng như cách mà bọn em đang làm FM Studio, nhằm Unlock FM thôi. Đây là phỏng vấn chân thực với những người làm thật mà. Anh nghĩ là cái value trong việc là những gì bọn em đang làm nó cũng rất là giá trị. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Anh nói thật mà. Okay. Bọn em nói với nhau là sẽ làm đến tập thứ 100. Xong rồi sau đấy chúng ta sẽ xem như nào. Chúng ta sẽ xem như nào đúng không? Chúng ta bắt đầu raise, gọi vốn, bắt đầu tuyển nhân sự. Đấy là đi tìm anh Thái gọi vốn rồi. Tuyệt vời. Okay. Thực ra cái này hơi on the side một chút thôi, nhưng mà nhân tiện đây nói về podcast, một cái hidden đam mê là anh cũng muốn có một cái podcast. Thật sự vì anh thấy hơi lãng phí. Một là lãng phí network của mình. Đúng rồi. Vì rõ ràng là network của mình cũng khá. Tức là mình cũng biết một vài người, một cơ số người giỏi. Mình biết câu chuyện của họ vì là qua việc là mình nói chuyện với họ. Nhưng mà các bạn trẻ lại không được biết. Đúng rồi. Anh thấy là cái knowledge đấy là cần phải được kiểu mở rộng rộng rãi hơn rất là nhiều. Ngoài việc là các anh chị ấy khởi nghiệp như thế nào này, câu chuyện các chị ấy ra làm sao này, vân vân. Thế cho nên để dìm cái đấy xuống, để dìm cái đam mê đấy xuống thì anh thành lập ra một con tên là Long Shot. Đúng rồi. Cũng theo một hình thức kiểu truyền tải các câu chuyện, hình thức kiểu truyền cảm hứng, nhưng mà theo một cái format khác. Không phải là phỏng vấn kiểu podcast, mà nó là phỏng vấn trực tiếp và sau đó thì lên kiểu blog rồi là website, xong viết bài. Hay quá. Ui, bao giờ mà bọn em đủ lông đủ cánh khéo lại phải mời anh Thái để quay trở lại với đam mê. Không giáo, để lúc đấy bọn em to. Nhưng mà bọn em cũng rất là muốn, thực ra là ý là cái ý tưởng mà làm Unlock FM cũng như chia sẻ mấy tập trước ấy, thực ra là chính vì câu chuyện này. Một y hệt như anh Thái bảo là nhiều khi là mình may mắn là mình có mạng lưới, mình được nói chuyện với người giỏi hay là những câu chuyện rất là hay, nhưng mà mỗi mình biết thì chả ai biết cả, nên mình muốn người khác nghe. Đúng rồi. Và bọn em cũng suy nghĩ đến chuyện là mong muốn là về sau ấy sẽ đổi format podcast một tí thôi, nghĩa là không hẳn là đổi, nghĩa là sẽ có những tập đặc biệt là mời mọi người lên làm guest host ấy. Ví dụ như có thể là không cần thiết là đấy, ví dụ như anh Thái ấy, rất là có đam mê muốn làm podcast nhưng mà nhiều khi là không có thời gian, nghĩa là có mà sức để làm thêm một cái project này bên ngoài ấy. Thì lên làm một tập. Đấy. Đúng rồi. Anh nhớ đúng rồi, rất hay. Discussion giữa các founder. Master of Scale cũng có một cái tập mà Reid Hoffman mời CMO của TEDx ấy, lên swap vị trí sau phỏng vấn lại Reid Hoffman. hay cái khủng luôn, Bọn em lên để hôm nào mà cần phỏng vấn hai founder của tập đoàn Unlock FM thì để anh lên phỏng vấn. Ok, đang nói đến khách mời thì bọn em cũng lại có một câu hỏi, gọi là câu hỏi chốt hạ cuối cùng của các tập mà thường bọn em cũng hay hỏi khách mời. Đấy là ở trong những cái tập tiếp theo của Unlock FM ấy, thì bọn em cũng tìm kiếm những nhân vật mới xuất hiện cho những tập phát sóng tiếp. Thì anh Thái có thể giới thiệu một người bạn hoặc là một người mà anh quen biết đã có cơ hội tiếp xúc mà có khả năng là có những câu chuyện hay và thú vị mà nhiều bạn có thể muốn nghe, thì Unlock FM có thể mời tới được không ạ? Wow, ok, thế thì anh nghĩ là 100% là không ai khác đấy chính là một người mà vừa đạt trong Forbes 30 Under 30 của năm nay. Cậu này thì CEO, tức là đối với anh thì một người khá là dị, nói thẳng ra khá là dị. Nhưng chính vì cái sự dị đấy mà lại tạo nên một cái hình ảnh của một founder nói chung là rất là hay như vậy. Bản chất với những cái mô hình mà nền tảng nhân sự ở Việt Nam ấy, thì có rất nhiều cái nổi tiếng, ví dụ như là VietnamWorks này, hay là TopCV, hay là MyWorks v.v. Nhưng có một cái cho các bạn trẻ mà từ xưa đến nay nó vẫn là một trong những nền tảng mà các bạn trẻ tìm lên đấy nhiều nhất, mà nó lại hoàn toàn là for non-profit. Thế mới gọi đỉnh chứ, đấy chính là WhiteBox. Nếu phải là anh Thái đúng không? Chính xác, Thái, đúng không? Và anh sẽ mong muốn là giới thiệu Đặng Hồng Thái. Thì anh nghĩ là Đặng Hồng Thái có những cái góc nhìn về kinh doanh nó hoàn toàn rất khác người. Nó rất khác người luôn. Thật sự rất khác người. Em phải hiểu là một con platform như thế nhá. Tức nếu mà bây giờ nếu mà bảo là ok Thái chỉ cần cấu một vài chức năng thôi thì sẽ kiếm được rất 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 nhiều tiền. Nhưng mà Thái đã không làm thế. Vì là WhiteBox nó xuất phát là non-profit và đến bây giờ nó vẫn là non-profit. Thì cái người founder người ta phải như thế nào, người ta phải có những cái triết lý như thế nào, niềm tin như thế nào thì người ta mới làm để cho đến tận bây giờ, đúng không? Mình thấy cái đấy là cái value cực kỳ là đáng nể. Cho nên là mới rất là xứng đáng để vào top 30 của Forbes 30 năm nay. Thì anh nghĩ là đấy cũng sẽ là một trong những người mà sẽ rất là hấp dẫn cho chương trình của em. Hay quá, rất cool. Thế nhờ anh Thái giới thiệu rồi. Rõ ràng. Another Thái, quên mất cùng tên. Another Thái. Đúng rồi, Another Thái. Cho thính giả không hiểu được rồi, tôi tưởng là anh Thái có tận 4 tập rồi. Đúng rồi. Thực ra là có một câu, chắc là câu này câu cuối thật, thì là nếu mà bây giờ mà mọi người muốn liên lạc, chủ động liên lạc với anh Thái để tìm hiểu thêm, học hỏi thêm, thì anh Thái có ok không, và liên lạc với anh thế nào dễ nhất? Và chắc là mình hôm nay mình cũng nói đến một số các cái gọi là dự định tương lai của anh Thái rồi, thì anh có thể chia sẻ gọi là vắn tắt những cái dự án theo của anh hoặc của Curnon hay là của Starter được không? Để có thể là về sau đấy mình có một tập chúng mình lại quay lại gặp nhau và nói về chủ đề đấy. Rõ ràng được. Thế anh, vì là quan điểm của anh thì mình luôn luôn phải give back. Mà give back đấy không phải là give back về mặt kiểu tài chính, vì mình cũng không phải là kiểu quá là dư giả. Tuy nhiên là give back về mặt knowledge, những cái gì mình chia sẻ được và mình giúp được lại các bạn trẻ thì mình sẽ luôn luôn là willing để mà làm vậy. Email này hay là kiểu nhắn thẳng trực tiếp qua Facebook của anh. Thật là đồ kết bạn, vì kết bạn anh không để ý đâu. Nhưng cứ nhắn kiểu private message vào không nghiêm túc mà. Vì sau đó Shark Tank kiểu anh bị kiểu thành ra bị mass mất cái phần friend đấy. Cho nên là thậm chí bây giờ anh vẫn còn đang khoảng tầm 200-300 cái friend request mà anh chẳng bao giờ anh xem. Thì các bạn cứ nhắn thẳng vào private message. Cũng khá là nhiều người không quen biết, các bạn trẻ không quen biết vào nhắn anh kiểu đấy đâu. Anh hoàn toàn nói chuyện bình thường, thậm chí là đã từng đi cà phê và đã develop lên thành một cái mối quan hệ. Hay quá, hoàn toàn thoải mái. Okay. Còn về việc dự định thì như lúc đầu anh có chia sẻ là thực ra anh có hiện giờ là bọn anh đang planning cho 3 thứ chuẩn bị going on. Thì anh sẽ chia sẻ về một trong 3 thứ đấy. Một trong 3 thứ đấy thì nó sẽ là mảnh ghép tiếp theo trong hệ sinh thái của VIPD, là Việt Nam Innovative Product Development Group, lúc đầu anh nói. Cái tức là tất cả những cái data của anh sở hữu từ khách hàng, từ Curnon, cái persona khách hàng này thì họ có khá là nhiều các nhu cầu khác ngoài việc là chỉ là một chiếc đồng hồ hoặc là một cái vòng tay hoặc trang sức vân vân. Thì cái brand tiếp theo là bọn anh sẽ launch, tính là chính là một brand về mắt kính, về spectacle eyewear. Thì anh cũng nhận thấy là cái trải nghiệm mua kính ở Việt Nam nó rất là painful. Đúng rồi, rất painful. Nó siêu painful luôn. Đấy, thì anh muốn disrupt cái đấy một chút. Anh nghĩ là muốn đưa lại cái trải nghiệm cho các bạn trẻ millennials và Gen Z, một cái trải nghiệm mua kính nó không chỉ đơn thuần là việc mua một cái hàng hóa nữa, mà nó là một cái fun experience. Đấy, vậy cho nên là thì như kiểu là bây giờ bình thường mua kính thì nó sẽ có hai kiểu. Một là em đến một chỗ em mua cái gọng kính, đúng không? Và thường thường là nếu mà chỗ nào mà làm gọng đẹp, ví dụ là bán fashion eyewear, thì chỗ đấy sẽ không làm được trong mắt, thì em phải ra một cái viện khác để mà em làm cái trong mắt. Còn hai là em vào một cái chỗ kiểu phân phối kính thì em sẽ gặp một vài vấn đề như sau. Một là chất lượng sản phẩm nó không rõ ràng, đi kèm với việc là brand chưa chắc nó đã là authentic. Tức là bản chất là chúng ta đang trả một cái giá thì authentic, nhưng mà cho một sản phẩm thì nó không phải là authentic. Đấy, thì đấy là vấn đề. Thế cho nên là em mong muốn là We Hours nó có thể cải thiện được cái vấn đề đấy. Một cái shopping experience xuyên suốt trong việc là mua một cái cặp kính, và hơn hết nữa là với một cái giá thành cực kỳ phải chăng. Hay quá, đối với cả ví tiền của các bạn trẻ. Đấy. Mong là lần tiếp theo bọn em về đến Việt Nam là sẽ có hàng kính, để coi như là trong cùng một ngày 3 buổi đi 3 nơi luôn. Okay, sáng đi mua quần áo, chiều đi mua đồng hồ, tối đi mua kính. Hay quá. Anh cứ làm thế liên tục cho 30 ngày là anh vui rồi. Mua được cả cái catalog luôn. Cảm ơn anh Thái đã dành thời gian tham gia vào buổi nói chuyện ngày hôm nay của Unlock FM. Cả hai đứa tụi em thì tin là những cái câu chuyện mà anh chia sẻ ngày hôm nay thì sẽ mang lại rất là nhiều sự tự tin và cả năng lượng cho rất là nhiều bạn trẻ ngoài kia cũng đang nhen nhóm những ý tưởng mới, nhưng mà vì nhiều lý do mà còn ngần ngại chưa dám biến những cái ý tưởng đấy thành hiện thực. Và kể cả những bạn mà không có ý định kinh doanh thì tụi em cũng tin là các bạn cũng sẽ tham khảo được ít nhiều từ những trải nghiệm mà anh đã chia sẻ ngày hôm nay để áp dụng vào cuộc sống. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn Vân Anh và Quyền đã tạo ra một sân chơi rất là bổ ích, và cảm ơn là đã mời anh lên chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Anh định bảo là thật sự là đấy là thấy tinh thần nhiệt huyết của các bạn làm việc của Curnon đến lúc mà anh Thái ngồi trong văn phòng này. Đấy, vẫn có thể nghe thấy tiếng các bạn đang ngồi box rồi các bạn ngồi. Em nghe được tiếng không sao. Và đúng là tinh thần khởi nghiệp. Đến chủ nhật cũng lên gói hàng. Đúng rồi. Ngày chủ nhật vẫn đang có các bạn đang hì hụi ở ngoài đóng hàng.